Là mong lắm. Ra giới thiệu đi chú. Ra giới thiệu đi nào. Hay một loạt lá móng nhỉ. Đấy. Sáng tạo bàn kia họ gửi gần 5 triệu. Thế rồi. Đấy. Móng này, móng hay móng. Móng. Móng này bao nhiêu? Móng này bao nhiêu? Cái này 3 triệu quá. Đây 10 triệu. 10 triệu. 10 triệu. 10 triệu. Tổng là đây. Còn cái kia? Cái kia 5 triệu. Cái kia 5. Không, 10. Ai chưa làm móng? Đây gần quay tất bằng cứ tổng thể đấy, tí ông xem xong rồi mình vào. Nay thoải mái thời gian. Điều nó cái cổ cây rồi. Đấy. Cái cổ cây đằng kia, cái điền sáng ngày đằng kia rồi. Đây cây đẹp lắm. Giờ có mùa lắm. Cây đẹp rồi có mùa lắm. À hôm trước mấy cái cây trực của chú đã trở đi chưa? Đi thật to lớn rồi. Trở ra kia rồi nay không thấy phanh ra. Cây đấy sao cho không biết nhỉ, cây là cây nào nhỉ? À phanh. Tán ấm nhìn thích nha, tán rộng, tán ấm, đúng là làng. Đẹp. Mua rồi, bóng đẹp, chung cây này bóng đẹp và không chỉ mong làm cây làng hay, có điều là tốt của nó là tốt nhất, nó là nhưng mà cũng hợp lý, tiền cũng hợp lý. Giấy tím đẹp quá. Vừa nãy nhiều ông săn lắm ấy. Đây. Đây. Đây phải vét lên rồi nửa phân nữa, vét ra nó ấy, vét ra lên nửa phân nữa. Thì vì sao nó ra dê nó ấy, phải vét ra nửa phân, cho dê nó mới chạy thẳng ra thì nó không nó bị liên nó, xiên xuống dưới. Nó mà mình mà cắt ngang này xuống, xong nó cứ chọc xuống, nó không ngang ra này. Nguyên lý nó thế. Khi nó gặp cái thằng gỗ cái là nó chạy ra ngoài. Tầm nó lửa phân với con lửa phân. Cũng là cách rất đơn giản thôi, nhưng sau mình đỡ phải làm này dễ nhiều. Kia là nhiều người ta sợ, ta không dám rồi. Cắm xuống sau là dê nó chắc mẹ xuống. Nó cũng chạy cứ lăn thẳng xuống mà. Nó mép vào đấy mà nó lăn thẳng. Đấy, nó vậy đấy.
Đây. Mới chuyển đến nhà mới 200 tuổi. À vâng, nó không có vườn. Có thế. Kinh ấy, con này chiến ấy, đắp rêu nữa thì quan là một cái chậu cao mà nó xấu, nhỏ quá. Còn nó cao cái chậu kiểu như trúc đấy. Ăn chặt bố nó hết cả xong là phải đập cả cái chậu mất triệu bạc đấy. Thấy vào cái này. Mà cái nó bé quá nhìn nó kiểu nó nêu đêu, với cả nó không hợp. Bản thân người ta mua về là người ta không cảm giác người ta không gỡ được, người ta bảo thôi, tiếc cái chậu. Mình đành phải hy sinh mà. Đấy, cái này sinh coi là có triển vọng. Con này thật anh không nghĩ tay đùi gà lâu lắm, già lắm rồi. Giao dịch cái cho vui. Để sang bên này quay mặt sau nó cái. Sau đây cây 10 triệu không ạ? Đấy cái cổng này khiếp. Đấy bắt đầu đổi màu đấy. Đấy cắt lá nó phải anh phun lên này cho nó nhanh rồi. Ra nó đều chứ không ra chỗ này nó chả ra đều thì chết. Này, cái này chặt thế chứ. Mưa để bắt nó rồi. Thấy chưa? Đỏ rồi đấy. Đỏ. Đồng rồi. Đồng á. Thế này mà còn rơi. Đỏ như đồng rồi. Đúng tòa cũng có chật ở đi đâu sao rồi hoa giấy thì là cây gì nhỉ? Si à? Cái lá nhỏ nhỉ? Năm màu. Cây bao nhiêu? Thì đây chuột mà. Bao nhiêu tiền cây này? Cây bao nhiêu? Cây 8 triệu. Lo này, cái là si của mình ấy, si Đài Loan. Thì đây chuột à? Si mình. Cái này gọi là si Việt Nam. Si quê. Đẹp thì vời, biết cái cây này có củ kép chưa? Biết gỡ nó ở đâu mà sống ngát thế? Rồi, cây sống khỏe nha. Cái gì đấy không biết? Có hương mình biết thôi, nhưng mà phương nghe vào cái này cái mít này. Cây lá to thế nhỉ? Có vẻ là sống khỏe. Cái này là cái của sâu bắt đầu. Cái lông vương đâu? Cái lá này cũng là lông vương. Kìa, cây kia kìa. Đặt tên là gì thì gọi là thế. Đấy rồi, ra thì chẳng biết thì anh cứ đặt sao thì gọi vậy này. Cây sang. À đúng rồi, cái sang dầu đấy. Nhiều người người ta mà... Nhiều người biết không biết tên thì tao gọi là sang dầu. Có người biết và có người...
xinh thì ra nó mới mới vào đá thấy cái cảnh nó cho vào đá thấy ông ăn có là kia một đằng kia nào chít đằng kia cuối chợ cuối vâng. Lúc này em ăn thấy vâng bây giờ ngồi đấy từ trưa cơ mà